Alo, alo, chào các bạn, mình là Hoàng. Đây sẽ nơi mình làm video về nước hoa, đời sống và những thứ mình thích. Mọi người nghe thấy cái gì nó khác khác đúng không? Thực ra thì trong năm vừa rồi mình cũng định làm về xe cộ thật. Thế nhưng mà bận cái nọ vướng cái chai nên là mãi vẫn chưa có cái một chút về xe cộ. Cho nên là cũng hơi ngại mọi người. Cho nên là mình quyết định là thôi, rẻ. Và nếu mà mình có làm thì mình cũng sẽ làm sang một cái channel khác để cho mọi người đỡ phải chờ lâu. Video nào cũng thấy thằng này bảo một chút về xe cộ mà mãi chả thấy đâu. Ok, quay lại với chủ đề của video ngày hôm nay thì sẽ là video đầu tiên trong những cái mình thích. Bình thường mọi người không thấy mình đeo kính thì cứ nghĩ là mình không cận. Nhưng thực ra thì mình cũng có cận nhẹ, sưng sương đâu đó khoảng 1 độ. Nhưng mà mình rất là lười đeo kính. Nói thì nói như vậy nhưng thực ra bản thân mình thấy rằng kính mắt ấy nó là một trong những cái phụ kiện rất là thú vị. Nếu như bạn có thể chọn được một chiếc kính mà phù hợp với cả khuôn mặt của bạn thì nó sẽ tăng cái độ đẹp trai xinh gái lên khoảng gấp đôi, gấp 3 lần. Và với những ai mà không tự tin về đôi mắt của mình cho lắm ấy thì một chiếc kính râm nó sẽ là một cái vật gần như gọi là mất đi thân luôn. Thế nên là trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người, sẽ chỉ cho mọi người một vài tips nho nhỏ để có thể chọn ra được một chiếc kính phù hợp với cả khuôn mặt. Với những cái tips như thế này thì mình hy vọng rằng mọi người sẽ không mất quá nhiều thời gian để chọn từng chiếc kính một. Ok, thì đầu tiên ở đây mình tin chắc rằng có rất nhiều bạn đã từng đọc những cái bài viết, xem những cái bài viết là hướng dẫn chọn mắt kính phù hợp theo từng khuôn mặt, hướng dẫn chọn kính cho mặt vuông, hướng dẫn chọn kính cho mặt tròn, mặt trái xoăn, mặt trái tim, bla bla. Nhưng mà thực sự mà nói thì mình cảm thấy rằng rất là khó để có thể xác định được khuôn mặt mình nó là cái hình gì. Làm gì có ông nào mà mặt chuẩn hình tròn và mặt ông nào chuẩn hình vuông đúng không? Kiểu gì nó cũng phải khác khác đi một tí, vừa tròn vừa vuông hay nào đấy. Nên là những cái cách đó thì thường nó sẽ không có thể áp dụng vào thực tế được nhiều cho lắm. Hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách đơn giản hơn rất nhiều. Đó là mọi người chỉ cần quan tâm đến hai vấn đề. Thứ nhất là kích thước khuôn mặt và thứ hai là những đường nét chính trên khuôn mặt. Thế thôi, quá đơn giản. Ok, đầu tiên là về kích thước đi. Thì kích thước lúc nào cũng quan trọng hết. Về phần kích thước thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý hai điểm. Thứ nhất là dài bao nhiêu cm, khuôn mặt của chúng ta dài bao nhiêu cm và chiều rộng. Nếu mà mặt của các bạn là mặt nhỏ, à mặt hẹp, nếu mặt hẹp ấy thì cũng nên chọn một chiếc kính nó có chiều ngang cũng hẹp và ngược lại. Và một tip để mọi người có thể chọn được một chiếc kính có chiều ngang phù hợp đó là làm sao để cho cái phần đỉnh của gò má nó phải trùng với cả phần trung điểm của phần rìa ngoài kính. Nghe nó kiểu hơi toán học các thứ nhỉ? Thì nó đơn giản, tức là cái điểm này nó phải trùng với cả cái điểm này, cái điểm chính giữa bên này này. Tiếp đến là về phần chiều dài. Thực ra thì nó cũng có công thức ấy, nhưng mà thôi, đã bảo là đơn giản rồi xong lại cho một đống cái công thức số học các thứ nghe nó hơi mệt. Cho nên là mình chỉ cần các bạn làm một điều thôi, đó là đứng trước gương, tự soi gương, nhìn khuôn mặt của mình và áng xem mặt mình là mặt dài hay là mặt ngắn. Mà nhớ là chiều dài của khuôn mặt phải chỉ là tính trong khuôn mặt thôi, tức là từ cằm cho đến điểm trên cùng của trán, chứ đừng có tính từ đây xong rồi lên đến cả phần tóc vuốt vuốt này, thế là thoang đấy. Thì nó cũng tương tự như là chiều ngang thôi. Nếu như mọi người có một khuôn mặt dài thì cũng nên chọn một chiếc kính nó cũng có cái phần này nó cũng dài một chút, thì như thế nó sẽ cân đối hơn. Ok, tại sao những cái điểm này nó lại quan trọng? Bởi vì nếu như mọi người có một khuôn mặt nhỏ mà đeo một chiếc kính to như thế này thì nó làm cho cái khuôn mặt cảm giác như nó còn nhỏ hơn so với bình thường. Và nếu như mặt mọi người dài mà lại đeo một chiếc kính ngắn như thế này thì cảm giác khuôn mặt nó còn dài ra hơn nữa cơ. Thế nên chỉ cần quan tâm đến kích thước một chút thôi là mọi người đã có thể chọn ra được một chiếc kính có thể gọi là ưng khoảng 70% rồi. Ở vậy 30% còn lại nó phụ thuộc vào điều gì? Đó chính là những cái đường nét chính trên khuôn mặt của chúng ta. Có rất nhiều yếu tố để quyết định nên những cái đường nét trên khuôn mặt. Đó là mắt này, mũi này, sống mũi, cánh mũi này, cằm này, bla bla rất nhiều. Mỗi người thì sẽ có một cái đường nét khác nhau. Thế nên là không thể đưa ra những cái ví dụ, những cái trường hợp cụ thể từng người này thì chọn cái này được. Mà mình sẽ cho mọi người một cái bí kíp, đó chính là sự cân bằng. Tức là sao? Khi mà mọi người chọn một chiếc kính ấy thì hãy chọn chiếc kính mà nó có đường nét, nó có sự đối nghịch với cả những cái đường nét trên khuôn mặt của chúng ta. Ví dụ ai mà có khuôn mặt tròn trịa này, đường nét nó mềm mại một chút thì nên chọn những cái chiếc kính mà nó có những cái đường nét nó góc cạnh. Còn nếu mà khuôn mặt của chúng ta đã góc cạnh mà vuông vức sẵn rồi thì nên chọn một chiếc kính mà nó mềm mại một chút, thì như vậy tổng thể nó sẽ hài hòa hơn. Còn về màu sắc của chiếc kính thì mình nghĩ là những bạn nào mà da mà sáng ấy thì đeo màu nào cũng hợp thôi. Còn những bạn nào mà da tối hơn một chút thì nó sẽ khó chọn hơn một tí. Thì những cái bạn ấy thì nên chọn những cái chiếc kính mà nó có cái màu nó tối một chút này. Không nên chọn mấy cái màu kiểu quá lè lẹt, kiểu xanh đỏ tím vàng. Tuy nhiên thì lý thuyết là như vậy thôi. Còn nếu mà mọi người mà thích chọn những cái màu mà
nó sặc sỡ để thể hiện cá tính thì vẫn rất là bình thường, chả làm sao cả. Thì đó là một vài tips của mình khi mà chọn một chiếc kính, hy vọng là nó có thể giúp ích được cho mọi người. Và toàn bộ kính của mình dùng trong video ngày hôm nay thì đều là đến từ thương hiệu Season, một local brand. Các sản phẩm của họ thì đều được thiết kế tại Hà Nội và được nghiên cứu phát triển riêng để cho thị trường trong nước. Tức là tỷ lệ mà các bạn có thể chọn được một chiếc kính phù hợp là rất cao ấy. Chất liệu chủ đạo trong những cái chiếc kính này là cellulose cao cấp. Ngoài ra tại Season thì mọi người cũng được đo lắp mắt kính luôn, rất là tiện. Cho nên bạn nào quan tâm thì có thể ghé qua Season nha. Các bạn cũng có thể tham khảo tại website chính thức của họ với đa dạng các mẫu kính, hoặc các bạn có thể đến trực tiếp các store ở Hà Nội, Sài Gòn hay là Đà Nẵng để trực tiếp xem và trải nghiệm sản phẩm thì nó sẽ tiện hơn. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy hay, mọi người thấy không hay thì cũng nhớ subscribe ủng hộ cho channel của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.